Rồi, xin chào các bạn ha. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái cái mẹo nhỏ nhỏ. Đây các bạn, đây là cái ống của cái bình năng lượng mặt trời nè. Đó. Cái này là cái bình của Đại Thành nha các bạn. Người ta buộc tùm lum tùm la ở trên đây nè. Đó. Đây là cái ống của máy nước nóng ấy, dẫn từ cái bình bảo ôn xuống các bạn. Đây, các bạn coi nè, cái này sau một thời gian sử dụng thì cái bình, cái phần cái ống ống nước nóng đây bạn, thấy không? Đó. Nó bị chịu nắng, chịu gió, chịu mưa nhiều quá trên đây nó bị oxy hóa, nó bị lão hóa đó mà. Đó, bạn coi nè, lúc mình cào ra thì nó bị tróc rồi hết này, đây này nè. Đó. Sau một thời gian sử dụng thì nó bị ra nè đó, mình nghĩ sao căng là sai một thời gian nó sẽ dễ bị mục rồi. Bị mục nó gãy luôn, cái hư luôn cái ống này nè, mấy cái ống này chịu nắng chịu gió nên nó bị tổn hại nhiều. Đây mà coi chỗ này nữa không, đó chỗ này là tự nó hư nhưng mà đó. Ở đây cái nhựa nó bị rã ra hết rồi đó, với tay đụng nhẹ vô là nó bị ấy ra hết rồi đó. Thì cái này đang bị vấn đề này đây. Còn đây là cái bình đựng nước rồi, ha, bình này là 700 lít nè. Đó, hôm trước mình cái chỗ này nó bị rỉ sét các bạn, cái khung để nâng nó lên đó, nâng nó lên cao hơn không hơn 1 mét các bạn, so với cái sàn đó, ha. Thì lúc trước nó bị rỉ sét nên là mình đã sơn nó màu đen hết rồi các bạn đó. Sử dụng cho nó khỏi bị rỉ sét rồi ha. Đó đây mình sơn đen thui hết nè. Đó. Sau khi sơn thì còn dư sơn á, nên mình đem mình sơn hết mấy cái ống này nè. Đó mấy cái ống dẫn nước nè. Đây là mấy ống dẫn nước mà. Qua cái cột lọc nè. Đó. Tất cả những cái ống này tại vì còn dư sơn á, mình đem mình sơn hết màu đen luôn nè. Đây. Còn đây là cái ống sơn của cái máy năng lượng mặt trời Sơn Hà nha bạn. Đó, đây là cái ống của ống dẫn nóng thôi, ống dẫn nóng xuống nhà này. Đó. Cũng giống như cái ống hồi nãy thôi ha, nhưng mà cái ống này mình sơn hết bạn nên là giờ nó vẫn bình thường mà ha, nó không bị mục đó, chịu nắng chịu gió chịu mưa thì nó không có bị mục bạn. Thì một bình, một cái thùng sơn mình mua khoảng 90.000 là sơn dư sức nguyên cái đống này luôn bạn. Đó nên nhà các bạn nào mà có cái bình ống năng lượng mặt trời thì cái để bảo quản cho tốt thì mình nghĩ nên sơn cũng được ha. Đó bạn, sơn này giờ cái chỗ này không cạo không có ra nhưng mà nó vẫn rất là tốt ha, ống này vẫn rất là chắc nè. Như cái ống hồi nãy các bạn coi cái đó của một cái nhà khác thì bạn coi nãy ha, nó bị tróc nó bị bong ra hết rồi, ở trên đây nó vẫn còn bình thường các bạn ạ. Tương tự là đó mình bạn sơn hết nè này các bạn, ở dưới này sơn chưa được thì nó vẫn còn màu xanh các bạn. Đó cái ống này nè còn màu xanh, còn phía trên thì mình sơn hết rồi, sơn đen hết để cho nó dẫn ống nước xuống đó, toàn bộ là sơn đen hết rồi. Thì sau một thời gian sử dụng lâu cũng lâu các bạn, cũng hơn năm rồi đó, thì mình thấy không có hiện tượng bong tróc gì mấy cái đường ống này hết ha. Đó. Không sợ cái ống nó bị mục. Hôm nay chia sẻ cho các bạn một cái mẹo nhỏ nhỏ thôi ha.